Mạc Vũ Vân gian, công chúa sai người xử lý Phương Phỉ. Mạc Vũ Vân gian tập 11 mở đầu với cảnh Tiết Phương Phỉ, Ngô Cẩn Ngôn đang sống trong thân phận Khương Lê rưng rưng nước mắt nhìn cha là huyện lệnh Tiết Hoài Viễn bị Phùng Dụ Đường kề dao vào cổ. Tiết huyện lệnh vẫn nằm trong tay Phùng Dụ Đường, cô nói với Tiêu Quốc Công Tiêu Hoành, Vương Tinh Việt đang đứng ngay cạnh. Tiêu Hoành liền hỏi lại Khương Lê, cô có tin ta không? Khương Lê lúc này ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Tiêu Hoành. Ở cảnh sau đó, Khương Lê và Tiêu Hoành giả dạng lọt vào được bên trong một quặng vàng ở huyện Hoài, chứng kiến cảnh các công nhân bên trong lao động vất vả, bị người quản lý đánh đập thúc giục làm việc. Ba người Tiết gia, trưởng công chúa, hóa ra tất cả đều có liên quan đến nhau. Khương Lê rút ra kết luận sau khi tìm ra quặng vàng đã lên huyết huyện lệnh từng quản lý. Tiêu Hoành sau đó lẻn xuống phía dưới đánh ngất những người quản lý giúp Khương Lê gặp được người quen đang làm việc ở đây. Khương Lê rơi nước mắt khi họ nhận ra thân phận của cô. Trong diễn biến khác, Phùng Dụ Đường tìm đến người phụ nữ mà Khương Lê đã gặp trước đó. Người đã nói với cô ta điều gì? Phùng Dụ Đường tra hỏi, nhưng người phụ nữ nhất định không nói, xông đến đánh ông ta, cuối cùng bị sát hại thương tâm. Ở một bên khác, có người gài bẫy Khương Lê và Tiêu Hoành với ý đồ khiến họ có đi không có về. Quả nhiên đoàn xe ngựa của hai người đã bị một nhóm người mặc áo đen bịt kín mặt chặn đường. Chỉ với chiếc quạt hay mang theo, Tiêu Hoành dễ dàng đánh bại những người mặc áo đen này. Một người trong nhóm cầm kiếm lao về phía Khương Lê, nhưng đã bị chiếc quạt của Tiêu Hoành chặn lại. Ngay khi Tiêu Hoành đang giao đấu với hai người mặc áo đen, một người khác định đâm lén từ phía sau. Khương Lê hô lớn báo hiệu cho Tiêu Hoành liệu anh có thể tránh khỏi đòn tấn công của đối phương. Khương Lê dẫn theo nhóm người quen gặp được trong quặng vàng hôm trước đến gặp một vị quan. Cô quỳ xuống trước mặt vị quan này, mắt đỏ hoe nhưng kiên định. Khương Lê cướp đi tử tù Tiết Hoài Viễn từ hình bộ, oan uổng này ta nhất định phải làm rõ. Không ngờ vị quan nghe xong lại sai binh lính bắt Khương Lê và những người đi cùng cô lại, khiến Khương Lê vô cùng bất ngờ. Ở một diễn biến khác, trưởng công chúa Uyển Ninh Lý Mộng gọi Tường Quốc đến gặp. Tường Quốc run rẩy sợ hãi, tay cầm tách trà để thị nữ của công chúa rót trà nóng vào. Dù tràn ra ngoài làm bỏng tay cũng không dám thả ra. Tiêu Hoành nói với hai cận vệ, sẽ có người không để cô ấy dễ dàng đưa hương thân về kinh thành. Chuyện này đã không thể dựa vào chúng ta, đã có thể giải quyết nữa rồi. Sau đó có cảnh Tướng Quốc đảm bảo với Uyển Ninh công chúa, lần này đích thân ta ra tay, hơn nữa ta sẽ khiến Khương gia gặp nạn lớn.